Rồi, chào tất cả anh chị em ha. Hôm nay vừa đổ một cái siêu phẩm. Nếu mà cái này em không nói thì anh chị cứ tưởng nó rin. Em không nói anh chị đâu có biết được. Cái miếng này là em đổ chứ không phải là zin nha anh chị. Mà em làm thì tại mình làm thôi, làm là phải giống như zin anh chị. Cái này là cái báo xăng của nó nè. Mà không biết là người ta để cái báo xăng này chi. Cái báo xăng này á, phải nếu mà nó nằm ở trong yên xe Honda mình đi thì mỗi lần mở ra khó khăn thì mình xài báo xăng. Còn này ta mở cái nắp ra là nó có xăng hay không là được rồi. Mấy người Nhật người ta chế là cái này là cái báo xăng nè anh chị. Nó còn luôn nè, mà nó nứt chỗ này nè. Thì em sợ xì thôi em làm lại. Đó. Thì cái này máy này em bán thì cái này em để lại cho người ta ha. Cái con zin nó còn luôn á. Đó, đây mở cho anh chị xem thử ha. Làm không làm thôi, làm phải viết nha anh chị. Cục này làm cũng tới mấy đồng hồ giống như zin nha anh chị. Đó, em làm này là cho nó không chảy xăng thôi chứ không phải là cái gì nha anh chị. Nào cần in chữ em in chữ lên luôn, tên tuổi gì đó hay là cơ sở gì đó, in ký hiệu lấy cái gì đó cho nó đẹp đẹp nọ ha. Nó cắt cái gòn anh chị này, em cắt cái gòn hay nó cũng kỳ kỳ vậy ha. Cái gòn giống con gì nó nhìn sao biết anh chị ha. Với cái lỗ nó nè ha. Ha. Làm là con ốc nằm xuống đây luôn nha anh chị. Làm thì làm, không làm thôi làm phải cho đẹp đó. Cần em in chữ luôn, làm dấu luôn ha. Lỡ cần chọn mình có lấy cái máy mình lấy cái coi là đó. Vỏ này em không xài tới này nữa tại em sợ nó xì xăng đó. Em làm gì cho chắc đó, vip đẹp siêu sản phẩm đây, quá đẹp chưa. Cái miếng này thôi cũng đủ tiền, làm miếng này bằng cái mũ bình xăng bà đó. Nhưng mà em có hồi em làm gì em mua tốn tiền vì làm gì nhìn nó ngầu ngầu anh chị, mà nó vui vui đó. Rồi xong, đã xong.